Xin chào các bạn. Nhắc đến Mỹ, chắc chắn ai cũng biết đây là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và từ năm 1890 cho đến nay, bất chấp các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như đại dịch COVID-19 vừa qua, thì vẫn chưa có đất nước nào xoán ngôi được siêu cường này. Vậy làm thế nào mà Mỹ trở nên thịnh vượng như vậy? Điều gì đã kích thích nền kinh tế của nước này bứt phá và vượt trội hơn so với phần còn lại của thế giới? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Triển vọng kinh tế Mỹ hiện nay. Theo số liệu thống kê năm 2023, GDP của Mỹ lên tới 27.360 tỷ đô, chiếm hơn 1/4 GDP toàn cầu. Nó cũng cao hơn nhiều so với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, đang ở mức 17.660 tỷ đô. Đất nước cờ hoa còn nằm trong nhóm những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới với 81.367 đô la Mỹ. Hiện nay, trụ cột kinh tế chính của Mỹ vẫn là dịch vụ. Nó chiếm tới 80% GDP và sử dụng hơn 79,4% lực lượng lao động của cả nước. Với các ngành chủ chốt như tài chính, công nghệ thông tin, bảo hiểm, thương mại bán lẻ và bất động sản. Trong nhiều năm qua, Mỹ vẫn giữ vị trí là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Nổi bật nhất là phố Wall nằm ở quận Manhattan của thành phố New York. Với hơn 200 năm lịch sử, con phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng lớn, các tổ chức tài chính, các sàn giao dịch chứng khoán quan trọng. Trong đó, sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq là hai sàn giao dịch lớn nhất thế giới, chiếm tới 42,4% tổng giá trị vốn hóa toàn cầu. Ngoài ra, công nghệ cũng là một trong những lĩnh vực mà đất nước cờ hoa đang dẫn đầu thế giới, với trung tâm là thung lũng Silicon. Đây là khu vực ưu việt nhất về công nghệ và khoa học, đồng thời là trụ sở của các công ty hàng đầu như HP, PayPal, Apple, Google hay Facebook. Trụ cột thứ hai trong nền kinh tế Mỹ đó là công nghiệp. Ngành này đóng góp 19% GDP và chiếm 19,2% lực lượng lao động. Trong đó, sản xuất đồ điện tử, ô tô, hóa dầu là những ngành công nghiệp chủ đạo đã được quốc gia này phát triển kể từ thế kỷ 19. Ngoài ra, các ngành công nghiệp mới như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, quốc phòng cũng là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Nếu như trước đây, việc buôn bán vũ khí từng giúp Washington thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, thì ở thời điểm hiện tại, nó vẫn là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của nước này. Tính đến năm 2023, doanh số bán vũ khí của Mỹ ở nước ngoài đã tăng lên 16% so với năm 2022, đạt mức kỷ lục 238 tỷ đô. Điều này xuất phát từ tình hình chiến sự ngày càng gia tăng trên thế giới, làm nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng tăng vọt, điển hình như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hay mới đây giữa Israel với Hamas. Tiếp theo là về nông nghiệp. Mặc dù ngành này chỉ đóng góp một phần nhỏ trong cơ cấu kinh tế, khoảng 1% GDP và chiếm 1,4% lực lượng lao động, nhưng đây vẫn là nền nông nghiệp lớn nhất thế giới. Mỹ hiện đang đứng đầu về sản lượng ngũ cốc với các loại cây trồng chủ lực là lúa mì và ngô. Trong năm 2022, xuất khẩu nông sản ước tính đạt khoảng 196 tỷ đô. Với diện tích là 9.826.675 km², Mỹ là quốc gia lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ xếp sau Liên bang Nga và Canada. Trong đó, diện tích đất có thể canh tác được chiếm khoảng 18,1%. Hơn nữa, do đất đai màu mỡ cùng khí hậu ôn hòa, nên xứ cờ hoa rất thích hợp để phát triển nông nghiệp. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ năm 2023, quốc gia này có đến 1.890.000 trang trại trên khắp cả nước, với mỗi trang trại có diện tích trung bình là 187 ha. Nhờ diện tích đất canh tác rộng lớn cùng việc áp dụng các phương tiện và kỹ thuật hiện đại trong sản xuất, nên năng suất lao động ở đây tăng cao. Hầu như mọi hoạt động đều được thực hiện bằng máy móc, từ làm đất, gieo trồng, bón phân, tưới tiêu đến gặt hái. Nông dân còn dùng máy bay để phun thuốc trừ sâu, dùng máy điện toán để theo dõi kết quả thu hoạch. Chỉ riêng tại California, nền nông nghiệp của tiểu bang này đã đáp ứng được hơn 1/3 nhu cầu về rau củ, 2/3 trái cây và các loại hạt cho cả nước. Ước tính có hơn 400 loại cây được trồng trên khắp California và hạnh nhân là mặt hàng xuất khẩu có giá trị nhất, khi mà khu vực này sản xuất khoảng 80% sản lượng hạnh nhân trên thế giới và chiếm 100% nguồn cung thương mại của Mỹ. Nhìn chung, với những thành tích vượt trội, không khó hiểu khi xứ cờ hoa là quốc gia có nền kinh tế số 1 thế giới. Và trong danh sách top 10 người giàu nhất hành tinh do Forbes xếp hạng, thì số lượng tỷ phú của Mỹ thậm chí còn chiếm thế áp đảo với 8 trên 10 tỷ phú. Quốc gia này hiện là ngôi nhà của 724 tỷ phú, trong đó tài sản của 400 cá nhân giàu nhất xứ cờ hoa năm 2023 đạt kỷ lục là 4.500 tỷ đô, tức là cao hơn cả nền kinh tế lớn thứ 3 là Đức.
khi mà quốc gia châu Âu này có GDP năm 2023 là 4.460 tỷ đô. Tính đến tháng 6 năm 2024, tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất nước Mỹ với giá trị tài sản ròng đạt 195 tỷ đô. Ông là giám đốc điều hành của một số công ty nổi tiếng, trong đó có nhà sản xuất ô tô điện Tesla và công ty thám hiểm không gian SpaceX. Nền tảng trong quá khứ. Trước khi có một nước Mỹ hùng mạnh như ngày hôm nay, thì đất nước này đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Trong đó, nội chiến Mỹ từ năm 1861 đến năm 1865 được xem là bước ngoặt quan trọng đối với lịch sử của quốc gia. Sau 4 năm chiến tranh đẫm máu, phe miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Abraham Lincoln và tướng Ulysses S. Grant đã đánh bại phe miền Nam do Tổng thống Jefferson Davis và tướng Robert E. Lee chỉ huy. Vào giai đoạn đó, ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với hơn 80% dân số làm việc trong lĩnh vực này. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cũng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng và mở rộng kinh tế nhanh chóng trong suốt thế kỷ 19. Những vùng đất trù phú giúp nông dân tiếp tục mở rộng diện tích canh tác, nhưng các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, dịch vụ và vận tải đã phát triển với tốc độ cao hơn nhiều. Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới ngay ngưỡng cửa của thế kỷ 20 vì sự bùng nổ của giới doanh nghiệp tư nhân tại miền Bắc cùng với làn sóng di dân mới của hàng triệu công nhân và nông dân từ châu Âu. Cũng từ đây, hệ thống đường sắt quốc gia bắt đầu được xây dựng, trong khi các nhà máy và các hoạt động khai thác mỏ đã diễn ra trên cả nước với quy mô lớn. Với sức mạnh ngày càng tăng, Mỹ trở thành thế lực số 1 ở Tây Bán Cầu và là nền kinh tế đứng đầu thế giới. Nước này cũng tăng dần ảnh hưởng trên toàn cầu, mở rộng tới châu Âu, châu Á và châu Phi nhờ vị trí giáp cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Không chỉ mang lại những giá trị kinh tế, hai đại dương còn giúp đất nước cờ hoa tránh được sự tàn phá của hai cuộc chiến tranh thảm khốc nhất lịch sử nhân loại. Thậm chí hai cuộc chiến này còn đem lại những cơ hội vàng cho Mỹ đổi đời. Ban đầu, quốc gia này đóng vai trò trung lập trong Thế chiến thứ nhất, chỉ đứng ngoài bán vũ khí thu lợi nhuận. Nhưng đến cuối năm 1917, nhận thấy nếu Đức thắng lợi thì các quyền lợi của Mỹ ở châu Âu sẽ bị đe dọa, nên nước này quyết định tham chiến cùng Anh và Pháp. Sau khi kết thúc chiến tranh, nền kinh tế Mỹ bước vào thời đại hoàng kim với mức tăng trưởng rất cao. Chỉ trong vòng 6 năm từ năm 1923 đến năm 1929, sản lượng công nghiệp của họ đã tăng 69%. Vào năm 1929, nước này chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt qua sản lượng công nghiệp của 5 cường quốc công nghiệp là Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật cộng lại. Mỹ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thép, dầu mỏ. Đặc biệt, sự bùng nổ của ngành sản xuất ô tô đã tác động mạnh đến các ngành công nghiệp khác, thúc đẩy nhu cầu sắt thép và dầu mỏ. Nếu như năm 1919, đất nước cờ hoa sản xuất được 7 triệu ô tô, thì chỉ 5 năm sau đó, con số này đã lên tới 24 triệu chiếc. Về tài chính, từ chỗ phải vay nợ châu Âu 6 tỷ đô trước chiến tranh, Mỹ đã trở thành chủ nợ của thế giới. Riêng Anh và Pháp đã nợ 10 tỷ đô. Dù vậy thì xứ cờ hoa cũng gặp phải đại khủng hoảng vào năm 1929, từ đó đưa cả nền kinh tế thế giới trải qua thời kỳ khó khăn. Và chính cuộc khủng hoảng này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Vào tháng 9 năm 1939, khi Thế chiến thứ 2 nổ ra ở châu Âu và Tây Thái Bình Dương, thì Mỹ vẫn chưa trực tiếp tham gia. Họ giữ lập trường trung lập cho đến khi Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Xứ cờ hoa đã nhập cuộc vào Thế chiến thứ 2 bên cạnh phe đồng minh, góp phần quan trọng trong việc đánh bại Đức Quốc xã tại châu Âu và Đế quốc Nhật Bản tại Viễn Đông. Vào đầu năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt được Quốc hội đồng ý thông qua chương trình cho vay cho thuê, cho phép nước này chuyển giao vũ khí và thiết bị chiến tranh cho các quốc gia đồng minh, đặc biệt là Anh, Liên Xô và Trung Quốc. Tổng số khoản cho vay cho thuê này tính đến cuối cuộc chiến là hơn 50 tỷ đô. Sau Thế chiến thứ 2, nền kinh tế của xứ cờ hoa đã phát triển mạnh mẽ. Trong khoảng nửa sau những năm 40, sản lượng công nghiệp của Mỹ chiếm tới hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới. Nền kinh tế của Mỹ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới. Họ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển, cũng như 3/4 dự trữ vàng toàn cầu. Đây cũng là giai đoạn xứ cờ hoa đạt được nhiều thành tựu lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới như máy tính điện tử, máy tự động, vật liệu mới như polymer, vật liệu tổng hợp, năng lượng mới gồm năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch, sản xuất vũ khí như bom nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa đạn đạo và chinh phục vũ trụ, trong đó đỉnh cao là việc con người đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Ngoài ra, Mỹ còn là quốc gia đi đầu trong cuộc cách mạng xanh về công nghiệp. Mặt khác, Thế chiến thứ 2 cũng mở ra một thời kỳ mới với đặc trưng là sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô.
hai siêu cường này đã khởi động một cuộc chiến tranh lạnh, đối đầu nhau gián tiếp trong cuộc chạy đua vũ trang và chạy đua vào không gian. Chính sách ngoại giao của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh được xây dựng xung quanh việc bao vây chủ nghĩa cộng sản, cũng như tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến tại Triều Tiên và Việt Nam. Cuối cùng, chiến tranh lạnh kết thúc khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 và Mỹ là siêu cường duy nhất còn tồn tại. Có thể nói, bước ra khỏi hai cuộc chiến thảm khốc nhất của lịch sử nhân loại, phần lớn các quốc gia tham chiến phải mất rất nhiều thời gian và tiền của để tái thiết đất nước. Nhưng Mỹ, với nền tảng đã có trước đó, cùng với việc thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh, đã giúp nước này không ngừng phát triển mạnh mẽ và vươn mình thành siêu cường toàn cầu. Sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu. Ngay sau Thế chiến thứ nhất, đồng đô la Mỹ đã bắt đầu thay thế đồng bảng Anh để trở thành tiền tệ dự trữ quốc tế, và Mỹ cũng là nước nhận được dòng chảy vàng lớn nhất thời chiến. Tới năm 1944, vai trò của đồng đô la càng lớn hơn khi có đến 44 quốc gia ký thỏa thuận Bretton Woods tạo ra một cơ chế trao đổi tiền tệ quốc tế được cố định bằng đồng tiền này, trong khi đồng đô la Mỹ được cố định theo giá vàng hay còn gọi là chế độ bản vị vàng. Vào cuối thập niên 60, hàng hóa của châu Âu và Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn với hàng xuất khẩu của Mỹ. Nguồn cung đô la Mỹ dồi dào trên khắp thế giới khiến việc hỗ trợ đồng đô la bằng vàng trở nên khó khăn hơn. Đến năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã dừng việc chuyển đổi trực tiếp đồng đô la sang vàng, chấm dứt chế độ bản vị vàng và giới hạn số lượng tiền tệ được in. Tuy nhiên, để đảm bảo đồng đô la vẫn giữ được vai trò toàn cầu, ông Nixon đã cử Ngoại trưởng Henry Kissinger đến Ả Rập Saudi để thuyết phục vương quốc này chỉ bán dầu bằng đồng đô la. Đổi lại, Washington sẽ bảo vệ Riyadh. Thỏa thuận này là lý do khiến nó còn có biệt danh là petrodollar hay là đô la dầu mỏ. Do lo ngại về sự thống trị của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu và khả năng vũ khí hóa đồng đô la, nhiều quốc gia đã bắt đầu tìm cách thay thế đồng tiền này. Năm 2022, khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt với Nga nhằm phản ứng với cuộc chiến tranh ở Ukraine, thì Moscow và Bắc Kinh đã bắt tay để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và thiết lập sự hợp tác hệ thống tài chính hai nước. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2022, thương mại bằng đồng rúp và nhân dân tệ đã tăng gấp 80 lần. Ngoài ra, UAE và Ấn Độ cũng đang thảo luận về việc sử dụng đồng rupee trong giao thương hàng hóa phi dầu mỏ. Bên cạnh đó, sau gần 5 thập kỷ, Ả Rập Saudi cho biết nước này sẵn sàng giao dịch dầu mỏ bằng các tiền tệ khác bên cạnh đô la Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp những động thái này, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng vị thế thống trị của đô la Mỹ trong nền kinh tế thế giới chưa thể chấm dứt trong tương lai gần. Hiện tại, đồng tiền của xứ cờ hoa vẫn chiếm 59% trong dự trữ ngoại hối chính thức và 88,4% trong khối lượng giao dịch ngoại hối. Mạng lưới giao thông đồng bộ. Một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế là việc thông thương hàng hóa phải được diễn ra liền mạch và nhanh chóng. Vì vậy, trong những năm qua, Mỹ đã không ngừng đầu tư vào mạng lưới giao thông toàn diện, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Với chiều dài là 7.140.101 km, Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới đường bộ lớn nhất thế giới. Trong đó, hệ thống đường cao tốc quốc gia là một mạng lưới các đường cao tốc chiến lược ở Mỹ dài 259.032 km. Nó bao gồm hệ thống đường cao tốc liên bang dài 78.465 km kết nối các tiểu bang của nước này và các tuyến đường khác phục vụ sân bay, nhà ga, bến cảng, căn cứ quân sự và các cơ sở vận tải chiến lược khác. Bên cạnh những con đường nội địa, Mỹ còn kết nối với toàn bộ Tây Bán Cầu thông qua một siêu xa lộ. Theo sách kỷ lục Guinness, danh hiệu con đường dài nhất thế giới đang thuộc về xa lộ Pan American khi nó có chiều dài lên đến 48.000 km. Trên thực tế thì đây là một mạng lưới cao tốc trải dài qua 14 quốc gia, nối từ vịnh Prudhoe của tiểu bang Alaska đến thành phố Ushuaia của Argentina. Về đường sắt, sở hữu diện tích rộng lớn, địa hình cực kỳ đa dạng và dân số đông, Mỹ rất chú trọng vào hình thức vận tải đường sắt bởi vì nó được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống trong vận tải hành khách tại các đô thị. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ là quốc gia sở hữu mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với chiều dài lên đến 220.044 km. Tuy nhiên, đây chỉ là những khổ đường sắt tiêu chuẩn thông thường và cho đến nay nước này vẫn chưa khai thác đường sắt cao tốc. Vào năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc đầu tiên của quốc gia có tên là tuyến Bright Line West. Với chiều dài 351 km, nó sẽ kết nối thành phố Las Vegas và Los Angeles lại với nhau. Nếu không có gì thay đổi, thì dự án này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028,
qua đó rút ngắn hành trình di chuyển giữa hai thành phố từ 5 tiếng xuống còn 2 giờ 40 phút. Tiếp đến là đường hàng không. Xứ cờ hoa tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng sân bay với con số đáng kinh ngạc là 14.712 sân bay. Quốc gia này đã tiếp nhận cũng như vận chuyển một khối lượng hành khách và hàng hóa khổng lồ hàng năm. Nhưng chỉ một lượng nhỏ trong số đó là có tháp điều khiển không lưu. Điều đó có nghĩa là các máy bay tư nhân có thể tự do đáp xuống hầu hết các sân bay của Mỹ mà không cần phải xin phép. Nổi bật nhất đó là sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson. Tại đây hiện có 5 đường băng với chiều dài hơn 2.700m trở lên. Cho đến nay, Hartsfield-Jackson luôn nắm giữ danh hiệu là sân bay bận rộn nhất thế giới, cả về tổng số lượt hành khách và số chuyến bay, với khoảng 105 triệu lượt hành khách và 775.818 chuyến bay trong năm 2023. Cuối cùng là đường thủy. Với các con sông lớn chảy từ trong lục địa như sông Mississippi và vùng Ngũ Đại Hồ đã cung cấp khả năng tiếp cận đại dương của các bang không giáp biển. Những tuyến đường thủy nội địa này giúp định hình sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm qua và giúp gắn kết 50 tiểu bang của Mỹ lại với nhau. Ngoài ra, việc giáp Đại Tây Dương và Thái Bình Dương với đường bờ biển dài 153.646 km cũng đã tạo điều kiện cho hoạt động giao thương hàng hóa của Mỹ diễn ra sôi nổi tại các hải cảng nằm ở phía Tây, phía Nam và phía Đông. Trong đó, Los Angeles là một trong những cảng lớn nhất và bận rộn nhất thế giới, đồng thời nó là cầu nối giúp hàng hóa thế giới được vận chuyển vào thị trường tiêu dùng số 1 thế giới này. Tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Từ lâu, Mỹ đã được biết đến là một trong những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên bậc nhất thế giới, với tổng giá trị ước tính khoảng 45.000 tỷ đô. Trong đó, tài nguyên rừng và than chiếm đến 89%. Ngoài ra, xứ cờ hoa cũng nằm trong nhóm 5 quốc gia sở hữu trữ lượng đồng, vàng và dầu khí dồi dào. Mặc dù dầu mỏ được phát hiện ở Mỹ từ năm 1859, nhưng nó chỉ thực sự trở thành một ngành công nghiệp chính ở quốc gia này kể từ năm 1901, khi một giàn khoan ở Spiritop Hill gần Beaumont thuộc tiểu bang Texas làm phun trào một lượng lớn dầu thô tràn ra một khu vực dài cả cây số. Đây được coi là điểm báo cho sự xuất hiện của ngành công nghiệp dầu mỏ tại Mỹ. Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ, thì trữ lượng dầu mỏ của nước này khoảng 48,3 tỷ thùng, xếp thứ 10 thế giới, còn trữ lượng khí đốt vào khoảng 17,71 nghìn tỷ mét khối, đứng thứ 4 thế giới, xếp sau Nga, Iran và Qatar. Dầu khí của xứ cờ hoa hiện được khai thác ở 32 trong tổng số 50 tiểu bang cùng khu vực ven biển của nước này. Trong đó, khoảng 71% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ đến từ 5 tiểu bang, lần lượt là Texas, New Mexico, Bắc Dakota, Alaska và Colorado. Cùng với đó là khoảng 15,2% sản lượng dầu thô được khai thác từ các giếng nằm ngoài khơi trong vùng biển thuộc vịnh Mexico. Hiện nay, phần lớn những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đều có nguồn gốc từ Mỹ như ConocoPhillips, Chevron và ExxonMobil. Các công ty này đã cung cấp hàng triệu việc làm, cùng với đó là đóng góp lớn vào GDP của quốc gia. Mô hình kinh tế tự do. Một nguyên tắc lập quốc quan trọng của Mỹ là nền kinh tế thị trường tự do. Xét về bản chất, những nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa đã đưa luật tự nhiên vào trong một nền kinh tế. Vào thời điểm năm 1776, khái niệm này là một sáng tạo độc đáo, bởi vì các quốc gia châu Âu và thế giới vẫn đang nằm dưới sự cai trị của vương quyền và không có một đất nước nào có một cơ sở lý luận rõ ràng như vậy. Phần lớn cơ sở lý luận này đến từ tác phẩm Sự giàu có của các quốc gia của Adam Smith, vốn được Thomas Jefferson đánh giá là tác phẩm hay nhất thời đó về kinh tế chính trị. Theo đó, mô hình kinh tế tự do mới sẽ đề cao vai trò cá nhân. Một xã hội muốn phát triển thịnh vượng trước hết phải phát huy được tính độc lập, sáng tạo của mọi cá nhân. Và muốn làm được như vậy phải có một môi trường xã hội tự do, thông thoáng. Sự can thiệp quá sâu của nhà nước có thể dẫn đến tình trạng mất đi tự do cũng như khả năng tự chủ và sáng tạo của cá nhân. Như vậy, chính sách kinh tế thị trường tự do sẽ hạn chế vai trò của chính phủ và thay thế bằng các lực lượng thị trường. Đồng thời, mô hình này giúp tăng tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp, dẫn đến nền sản xuất sẽ hiệu quả hơn, hàng hóa sẽ đa dạng và phong phú hơn. Điều đó giúp cho các nước thu hút được nhiều vốn đầu tư, tiếp cận nhanh hơn với khoa học, công nghệ cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm, đồng thời nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Có thể nói, sự thành công của nền kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới được minh chứng bằng sự thăng hoa của kinh tế Mỹ nửa sau thập kỷ 90 với tăng trưởng kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp khá thấp, ít lạm phát, năng suất cao hơn. Và cho tới nay, đây vẫn là nền kinh tế số 1 của thế giới.
đội ngũ lao động chất lượng cao. Đội ngũ lao động luôn là nhân tố quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Mỹ hiện là quốc gia đông dân thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc, với dân số vào năm 2023 là 335.140.000 người. Hiện dân số trong độ tuổi lao động đã tăng 38%, từ 127 triệu vào năm 1990 lên 175 triệu vào năm 2022, trong khi mức tăng này ở châu Âu là 13% và ở Nhật Bản chỉ là 7%. Ngoài ra, theo tổ chức nghiên cứu Conference Board, từ năm 1990 đến năm 2022, năng suất lao động của Mỹ, tức lượng công việc công nhân làm được trong một giờ, đã tăng 67% so với 55% ở châu Âu và 51% ở Nhật Bản. Thêm vào đó, người Mỹ làm việc rất nhiều. Một công nhân Mỹ làm việc trung bình khoảng 1.800 giờ trên một năm, nhiều hơn khoảng 200 giờ so với châu Âu, mặc dù ít hơn 500 giờ so với Trung Quốc. Đây cũng là quốc gia có số lượng người nước ngoài nhập cư đông đảo. Nhờ chính sách nhập cư, dân số Mỹ có xu hướng trẻ hóa. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng lao động trẻ, linh hoạt, có khả năng đào tạo, khả năng tiếp thu cao. Mỹ chọn lọc người nhập cư thông qua những chính sách đặc biệt, đó là định cư theo diện cá nhân tài năng và đầu tư định cư visa EB-5. Đặc biệt, xứ cầu hoa còn tổ chức chương trình sổ số thẻ xanh, nghĩa là nó sẽ cung cấp thẻ xanh Mỹ cho những người may mắn muốn định cư tại đây. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao nước này sẽ trao cho 55.000 người chiến thắng quyền nhập cư, cũng như nhận được thẻ xanh quyền lực. Như các bạn cũng đã biết, Mỹ từ lâu đã được ví như một miền đất hứa có thể giúp đổi đời. Điều này đã thôi thúc rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau tìm đủ mọi cách dù hợp pháp hay bất hợp pháp để có thể thực hiện được giấc mơ Mỹ. Bên cạnh đó, đây còn là quốc gia có chế độ phúc lợi hào phóng và nước này luôn coi việc đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả công dân của mình là nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với đó, nhờ hệ thống giáo dục hiệu quả với mạng lưới trường đại học danh giá bậc nhất thế giới đã cung cấp cho nhiều sinh viên được nghiên cứu chuyên sâu đủ mọi loại lĩnh vực cũng như tạo điều kiện tiếp xúc với các doanh nghiệp lớn để khuyến khích trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn. Điều này giải thích vì sao Mỹ có số lượng Nobel nhiều nhất thế giới lên tới 413 giải, vượt xa nước đứng thứ hai là Anh với 138 giải. Các trường đại học cũng có nhiều chính sách thu hút người trẻ tài giỏi từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Sau khi học tập tại Mỹ, đa phần các sinh viên ưu tú này đều bày tỏ nguyện vọng muốn được ở lại cống hiến cho xứ sở cờ hoa. Trong đó có thể kể đến là cộng đồng người Ấn Độ. Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục chuyên môn và khả năng hòa nhập dễ dàng, người Ấn đang được chào đón ở khắp mọi nơi. CEO của IBM, Google, Microsoft, Mastercard, Nokia và Novartis đều là người Ấn Độ, cũng như các nhà sáng lập và điều hành của hàng trăm công ty khác tại thung lũng Silicon. Trên thực tế, người gốc Ấn là nhóm người nhập cư giàu có bậc nhất ở Mỹ, với thu nhập trung bình của một hộ gia đình đạt gần 150.000 đô la mỗi năm, cao gấp đôi so với con số trên cả nước. Văn hóa kinh doanh. Một trong những động lực phát triển kinh tế khác ở Mỹ đó là văn hóa kinh doanh. Với nhiều người trẻ không ngại rủi ro và thách thức, nên đa phần họ đều nuôi hy vọng khởi nghiệp. Một nguyên nhân khác khiến những công ty nhỏ mạnh dạn hơn vì họ được truyền cảm hứng từ những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu, điển hình như Apple hay Facebook. Thêm vào đó, Mỹ sở hữu hệ thống tài chính hỗ trợ kinh doanh và khởi nghiệp rất phát triển. Các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào các công ty startup non trẻ. Tuy điều này khá rủi ro và mạo hiểm, nhưng lại giúp các ý tưởng khởi nghiệp sống sót và tạo ra nhiều lợi nhuận trong tương lai. Song song với đó, Mỹ còn có một hệ thống ngân hàng phi tập trung bao gồm khoảng hơn 7.000 ngân hàng nhằm rót vốn vay cho các doanh nhân. Nhìn chung, thành công của nước Mỹ là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm sự kế thừa những thành tựu đạt được trong quá khứ, một hệ thống chính trị đảm bảo các quyền tự do của công dân, mô hình kinh tế thị trường khuyến khích sự đổi mới và cạnh tranh, hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới nuôi dưỡng nhân tài, cùng với đó là những đổi mới công nghệ và khoa học đã tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là biến đổi khí hậu, và một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đó là California, nơi mực nước ngầm đang ngày càng khan hiếm hơn. Thứ hai là tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Dù dòng người nhập cư đem đến những tác động tích cực với kinh tế Mỹ, nhưng ngược lại nó cũng phần nào gây ra bất ổn trong xã hội khi số lượng người nhập cư trái phép vẫn gia tăng. Trong một động thái gần đây nhất, nhằm để hạn chế các tác động tiêu cực của tình trạng này, thì chính phủ Mỹ đã công bố các quy tắc mới cho phép đẩy nhanh quá trình trục xuất họ ra khỏi đất nước. Tiếp đến là sự bất bình đẳng giàu nghèo. Theo một báo cáo của Cục Điều tra Dân số Mỹ đưa ra, thì tỷ lệ nghèo toàn quốc của đất nước này là khoảng 12,4%. Một số chuyên gia cho rằng các chính sách hiện hành của Washington chủ yếu mang lại lợi ích cho người giàu và làm gia tăng hoàn cảnh khó khăn của người nghèo.
đặc biệt là trong tình hình hiện tại, khi nhiều tập đoàn ở đất nước cờ hoa dần chuyển nhà máy sang các nước có lao động giá rẻ hơn, trước đây là Trung Quốc và bây giờ là Mexico, từ đó làm gia tăng tình trạng thất nghiệp ở bộ phận công nhân địa phương và những người nhập cư. Kể từ năm 2000 đến nay, Mỹ đã mất 20% việc làm trong các nhà máy do tình trạng dịch chuyển sản xuất và thuê ngoài. Ngoài ra, quốc gia này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề tiềm ẩn khác, bao gồm nợ công tăng cao, lạm phát và chủ nghĩa khủng bố. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vị thế cường quốc số 1 thế giới của Mỹ còn có nguy cơ bị lung lay bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Thậm chí, xứ tỷ dân còn đặt mục tiêu sẽ đuổi kịp và vượt qua nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì sự chi phối của xứ cờ hoa đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm trọng. Và đó là những lý do vì sao Mỹ lại giàu nhất thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.